Salut Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị gặp mặt chính cô gái xinh đẹp của tôi. Xin mời. Chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ngôn Tình Hoàng Mỹ là chương trình phiên bản Việt Nam của chương trình Phi Thường Hoàng Mỹ. Và đến với chương trình này, ở Việt Nam chúng ta sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản các bạn đang xem là phiên bản dành cho các bạn nữ độc thân muốn đi tìm một nửa của mình. Và đây chính là chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Nào, xin mời chính cô gái về vị trí của mình. Rồi, các em cảm thấy như thế nào khi mà chúng ta khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống nè? Em cảm thấy rất là nữ tính ạ. Em cảm thấy em sắp được lì xì ạ. Lì xì. Dạ, Tết đến sao? Rồi, Tết đến rồi. Tụi em trở nên nết na hơn. Đúng rồi. Con Hà, Hà thấy sao? Em con gái hơn chị. Em lúc nào cũng nữ tính rồi, em yên tâm. Nhưng mà chị cảm thấy như thế này, chị thấy có một cái nhân vật á đã ngồi ở giữa rồi, ngồi chính diện rồi, ai cũng thấy rồi, mà còn mặc một cái áo mà như cái yếm vậy đó. Mà đó là cái yếm đúng không em? Phải là em cũng không rành lắm ạ. Mà chị cảm giác như là bữa nay á, tụi chị đến đây giống như là được đi ăn đám hỏi của một người nào đó rất đặc biệt ở đây đúng không mấy đứa? Đúng không? Tụi em là đội bê tráp chị nha. Bê tráp của em chị nói vậy có phải là chị đang gợi ý cho em là hôm nay em được tỏ tiền không chị? Không, em nhiều khi mà chị Dương Đông kích tay vậy thôi. Tại vì cái bộ đồ của em nó như vậy thôi chứ ai biết được lỡ đâu chàng trai hôm nay đến đây tỏ tình với một người nào đó ở đây nhưng mà không phải là em thì sao? Dạ em sẽ đứng sau phụ họa. Ok dạ. Được rồi, với cái bộ đồ đó, chị nghĩ là em sẽ nổi bật rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vlog ngày hôm nay. Khoai lang. Thật ra mình khoai lang sao lúc nào cũng muốn ăn. Tại vì là đối với Sarah là khoai lang là một món ăn rất là ngon, bổ, tốt cho sức khỏe. Nên là Sarah sẽ biết Sarah là khoai lang. Mình cảm thấy mình giống một con mèo. Đúng. Tại vì bản thân mình cũng rất thích mèo. Mèo thì ở ngoài nó sao nhìn mặt nó hay kiểu khó chịu. Thật ra là mình đang cười như vậy thôi. Nhưng mà lúc mà mình không cười, mặt mình như này. Nhưng mà hay mếu. Hay kiểu khó chịu. Mọi người nghĩ là mặt mình hơi khó chịu hay mếu giống con mèo. Thêm môi đi xuống. Nhưng mà thật ra là bên trong thì rất là kiểu lúc nào cũng muốn kiểu giống như kiểu cào người yêu như này này. Xong rồi kiểu rúc rúc vào người yêu kiểu để kiểu được ôm ấp, được âu yếm á. Ôi, ôi trời ơi. Fanny nghĩ là nếu mà ví Fanny với một đồ vật hoặc là cái gì đó thì mình nghĩ là mình giống trái sầu riêng. Tại vì bên ngoài thì có vẻ là gai góc. Tại vì những cái bạn mà lần đầu gặp mình đều cảm thấy là mình rất là lạnh lùng, ít nói. Nhưng mà sau khi mà quen tầm 1-2 ngày là thân hơn á, thì mọi người sẽ thấy được bên trong là một con người rất là kiểu gọi là tăng động. Cái mùi của sầu riêng ở trong thì nó có thể là thơm đối với vài người biết ăn. Và nó có thể là thúi với vài người không biết ăn. Cho nên là mình nghĩ cái đó hợp với mình. Bạn trai mà mình mong muốn gặp được bánh bột lọc. What? Hả? Tại vì mình nghĩ là mình cần một người mà kiểu bên ngoài cảm thấy nó rất là trong trẻo, rất là nhạt. Nhưng mà đối riêng với mình, kiểu bạn đó đối xử riêng với mình thì là một người cực kỳ mặn. Giống như là con tôm riêng ở trong cái bánh bột lọc đó.
thì mình cảm thấy nó hợp với mình và mình mong muốn, tại vì cái món đó mình cũng rất là thích ăn. Chắc là mình với mình với ớt. Cái này là vừa suy nghĩ ra trong đầu, mình với mình với ớt, bởi vì những người nào thích ăn ớt thì sẽ cực kỳ thích, những người nào không ăn được thì họ không ăn luôn. Và thì đó, mình lúc nào cũng kiểu họ sẽ rất thích, nhưng mà cũng phải trải qua rất là nhiều thứ để tập được việc ăn với ớt. Đó là mình rất là, lâu lâu thì mình cũng hơi khó tính nè, hơi, cái này mình tả thiệt nha, cũng hơi hay nhăn nhó, hơi khó tính, cũng hơi cay cay giống như là ớt vậy đó. Khi mà ăn cay thì mọi người ai cũng nghĩ ra trong đầu là mình sẽ phải uống sữa thì mới trung hòa được lại cái sự cay đó. Mình hy vọng là chàng trai của mình sẽ giống sữa tươi. Kiều Quy thấy á là mình giống như là một cái viên nước đá vậy đó. Oh, wow. Một cái viên nước đá thì mọi người thấy á, nó rất là lạnh đúng không? Mình cầm lên có thể là mình sẽ bị bỏng tay nếu mà mình cầm lâu. Nhưng mà ở trong một cái nhiệt độ thấp hơn, ấm áp hơn thì nó sẽ tan chảy và nó sẽ trở thành những cái dòng nước thôi. Thì Kiwi cũng như vậy, sẽ có những lúc mình tự tạo một cái vỏ bọc cho mình, một cái vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần một chút. Nhưng mà chỉ cần là mình cảm nhận được là ở đối phương có một cái sự ấm áp, một cái sự chân thành á, thì mình sẽ tan chảy. À, Kiwi mong là bạn trai của mình sẽ giống như là một cái lò vi sóng vậy đó. Là một cái người sưởi ấm đó, một người ấm áp và có thể là lan tỏa được một cái nước đá vào lò vi sóng và chân thành và tử tế đến những người xung quanh. Mang giống như là thời tiết Hà Nội, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì nắng, lúc thì mưa. Rất hay sấm chớp vào những ngày đang quang, đang trời quang mây tạnh, tự nhiên sấm chớp. Kiểu tính cách rất là lộn xộn. Gái Bắc rất là khó. Đúng rồi, gái Bắc. Rất là khó chiều. Và chắc là người đàn ông kiểu phải rất là chịu đựng mới có thể bao dung được em. Mỗi khi mà em tức giận, em chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là em sẽ hết. Nên là thôi cho người đấy là đồ ăn đi mà. Cái này thì chắc nghĩ ngay đến cà phê sữa rồi. Bản thân của Hà thì nó như một ly cà phê đắng vậy đó. Khi mà những người mà họ không thể thưởng thức được, hay là lần đầu tiên họ thưởng thức đi, họ sẽ có cảm giác là rất đắng. Nhưng mà càng về sau thì nếu như mà chiêm nghiệm nhiều hơn, thấu hiểu mình nhiều hơn và thưởng thức được cái món cà phê đó thì sẽ cảm thấy đây cũng là một cái thức uống thú vị và thật ra nó cũng gây nghiện đấy. Còn để ví những người đàn ông thì giống như là cái sữa đặc. Nó sẽ làm hòa quyện, dung hòa được cái ly cà phê đó. Và nó sẽ làm một cái thức uống nó làm dịu hơn và nó dung hòa với nhau hơn. Để liên tưởng thôi, suy nghĩ chắc là sẽ liên tưởng mình thành trái ớt quá. Tại sao? Tại vì trái ớt á là có người ăn được, người ăn không được. Tại vì nó cay. Mà nếu mà người nào không ăn cay được thì rất là sợ nó. Mà nếu mà người nào ăn cay được thì rất là ghiền nó luôn. Oxy mong muốn cái người yêu của Oxy mà áo dài giống nhau luôn đó, ngon giống như là vị cái lẩu Thái gì đó. Nếu mà lẩu Thái mà thiếu ớt là sẽ không ngon nha mọi người. Nên là lẩu Thái bắt buộc là phải có ớt gì trong đó. Nào Oxy đang cần người như vậy. Đang đói thì đồ ăn quá. Ví mình như một cái mũ bảo hiểm. Bẻ cua hả? Mọi người chắc là mọi người nghe câu này rồi. Đợi em là mũ bảo hiểm, vì đợi em lên đầu thì anh sẽ thấy an toàn. Đình. Biết vậy tôi phải nói cái câu là gọi em là bánh mì bơ sữa, tại vì em đặc biệt thơm ngon. Sao rồi các cô gái của tôi, nào là cà phê, ớt, đây là viên nước đá, đây là mèo, còn bà này là khoai lang. Trời ơi, tôi không chừng nào tôi bán được cái củ khoai lang này. Thảo Phạm là em thích em là bảo hiểm. Nó bảo hiểm hả? Là đội lên đầu là thấy an toàn. Chị nghĩ là cái này là mấy bạn nam nên ghi nhớ, tại vì phải như vậy thì mới an toàn với mấy bạn nữ được. Rồi Fanny là sầu riêng ạ. Sầu riêng. Sầu riêng.
sầu riêng. Sầu riêng thì cái gì trung hòa được với sầu riêng? Không, em đâu có cần chung mà sầu riêng đâu, em thích ăn cái hoàn toàn khác cái sầu riêng. Là em tự ví von trái sầu riêng là em thôi. Đúng rồi. Vậy thôi. Chị nghĩ là cũng có rất nhiều chàng trai thích ăn sầu riêng. Rồi, còn Oxy là cũng em là ở trong Lộc Thái phải không? Dạ. Mai Anh là người con gái Hà Nội. Là thời tiết Hà Nội. À, thời tiết Hà Nội. Thật ra thì thời tiết ở đâu cũng thất thường như nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ xem rằng những cái món ăn ở đây sẽ gặp gỡ một chàng trai như thế nào nhé. Mời các bạn. Đất Đắk Lắk đầy nắng và gió, trai Đắk Lắk vừa chịu khó là dễ thương. Xin chào mọi người, tớ là Tuấn Đạt, một chàng trai đến từ Đắk Lắk. Đã bao nhiêu mùa xuân xanh rồi, tớ vẫn chưa có một mối tình dắt dai nào hết. Còn bạn bè của tớ thì đã có vợ chồng hết rồi. Nhiều khi á, mẹ của mình còn trêu: mày coi đứa nào thích mày được á, thì cưới luôn đi, khỏi cần tìm hiểu. Tớ không phải là một sách, vì không có kinh nghiệm nên đành phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu tình yêu thông qua sách. Nhiều khi trẻ quá hả? Sao mà ông trời bất công với tớ quá. Nên hôm nay tớ tự tạo nên cơ hội để có người yêu là đến đây và mạnh dạn tỏ tình với crush của tớ. Crush? Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là của anh. Crush ơi, chuẩn bị tinh thần nhé, tớ đến gặp cậu đây. Em giống Thúy Kiều nhất á bé. Sao rồi các cô gái của tôi? Bây giờ tụi mình thử đoán xem chàng trai này hợp với ai ở đây ha. Em nghĩ là hợp với Sarah chị. Đúng rồi đấy chị ạ. Vì có Thúy Kiều với Thúy Nghi Vân ấy trong trong Han Sarah hôm nay rất là Thúy Kiều. Chị ơi luôn. Em vừa để ý một chuyện. Cứ anh nào ra là mọi người đẩy vào hết cho em. Mọi người muốn gài em đi lắm hay gì? Đúng rồi. Em à, em thấy hôm nay là giống như là cô dâu và vàng bê tráp. Thì đó, em mặc sẵn bộ đồ để chuẩn bị tinh thần rồi. Chị thấy với cái đội hình này thì đúng như lời Hạ Anh nói, nhìn em rất giống và bọn chị cũng rất giống luôn. Cô dâu và vàng bê tráp. Đúng rồi. Và chị nghĩ là không để cho các bạn phải ngồi đoán nữa, chị sẽ mời bạn trai đặc biệt của ngày hôm nay ra sân khấu. Xin mời. Sao, tại sao hồi nãy em nói không bật mic mà đến khi em nói từ khiếp thì lại mở mic là em bảo là cao dữ khiếp. Chứ em không nói. Các em ơi, một tràng pháo tay chào bạn nè. Chào bạn đi, chào nồng nhiệt lên. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào chị, chào tất cả mọi nữ rất xinh đẹp ngày hôm nay. Mình tên là Tuấn Đạt và mọi người hay gọi mình là Ban. Ban chị. Ban. Dù dù ban. Mi ban dù 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 dù. Em nhảy bài đấy. Mi ban dù 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 dù. Em nhảy bài đấy. Và mình là trai Đắk Lắk ạ. Anh ơi, em gái Gia Lai nè. Wow. Nhất gái Gia Lai, nhì trai Đắk Lắk đó chị. Lắk đó chị. Đúng rồi. Kêu chị rồi kìa. Chị. Sao? Chị. Tôi đi về. Xin lỗi dạ, dạ. Em. Dạ xin lỗi em. Nhất gái Gia Lai, nhì trai Đắk Lắk đó em. Đúng rồi anh. Chị dễ dãi quá trời luôn á. Không, chỉ cần nghe con nhất gái Gia Lai, nhì trai Đắk Lắk thôi là chị ngồi xuống lại liền em. Ok chị. Và 3 năm nay là được 24 tuổi rồi. Và công việc hiện tại của Ban đó là diễn viên và người mẫu tự do.
Và hiện tại thì Banh cũng đang là pha chế cho một quán cà phê. Banh, Banh dựng cái phim nào của Hà Anh chưa? Chưa hả anh ạ? Hy vọng là sau này mình có dịp dựng phim chung với nhau. Thôi nè. Cái này nè, cô dâu ngồi ở đây nè, tại sao mình phụ dâu thôi mà mình kỳ. Mỗi lần là thầy anh em là phụ họa, em chỉ đứng sau em múa nhảy cho hạnh phúc của anh. Chị xin lỗi cô dâu, để chị làm nóng không khí lên một chút xíu thôi mà. Mọi người đừng như thế nữa, được không? Mà khoan nè, thật sự từ nãy tới giờ, tại vì các em tranh nói quá rồi, em cũng tranh nói nữa, nhưng mà chị thật sự là nhìn em rất là quen. Chị không hiểu là chị gặp, cái khi nào chị gặp em ở đâu không? Ôi trời. Chị ơi, em chỉ thấy là đẹp trai thôi chứ em không thấy quen. Phải không? Thấy quen đúng không? Hiện tại vì gần đây á thì đứa bạn của em gái của em á nó mới đăng lên trong một cái group gọi là mấy group trai đẹp á. Xong rồi cái tự nhiên không không cái từ đó cái mấy bạn kiểu như là thích cái nét của em hay sao á, mà mấy bạn cứ tương tác và like kiểu như là sub và follow em nhiều hơn. Tại là em nghĩ là chắc là chị biết em từ đó. Đứa bạn em gái em. Dạ đúng rồi. Cũng cái group ta là sao trời luôn. Dạ, cho em hỏi cái group đó tên gì vậy? Không được, không có được về coi mấy cái group đó. Bây giờ bạn đứng đây hiện hữu ở đây thì mình chỉ biết ở đây thôi, đúng không? Em phòng hờ đó mà. Đây, bây giờ mấy đứa yên lặng này để bạn quyết định coi bạn chọn ai nè. Bạn có vẻ lướt rất kỹ các em ạ. Hả? Lượng à, lên đây thì lòng lầy, lòng dạ lại thay đổi. Em đúng cũng có rồi. Thể nhìn thực tế, em có thể nhìn thực tế. Đó, nhìn thực tế. Ở nhà là chọn một người khác, nhưng mà lên đây là thấy khác nên là suy nghĩ. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về em qua các từ khóa. Xin mời chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau các em bình tĩnh nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẫn là cô gái cùng cặp kính đó. Mỗi lần chị xuất hiện một mình trên sân khấu thì em chưa bao giờ thấy chị mang đeo kính mà. Đúng rồi, cứ mỗi lần có người khác là mang kính nhờ. Nhưng mà mọi người bị sao ấy nhở, em đeo kính em nhìn cho rõ hơn thôi, còn gì. Ô, đâu chị đeo kính vào nhìn giống lớp trưởng hồi xưa của không, lớp giống em. Cô giáo, giống giống cô giáo. Thế rồi, già quá. Đã già nhất thì chớ lại còn Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cụm từ mà bạn ban của chúng ta mang đến ngày hôm nay là cái gì nha. Xin mời. Là cười, là bản năng sinh tồn, là chảnh, là số năm định mệnh, là ban. Hỏi chồng 100% ra đi, thuận theo ý trời. Là tên bạn là Pan chứ không phải là ban hả? Sao bây giờ sao bạn nào muốn hỏi trước? Pan ơi chọn đi. Rồi em Pan chọn đi Pan. Dạ. Pan chọn một bạn hỏi mình đi. Tại vì lúc này em thấy bạn ấy giơ tay trước, đầu tiên tay trước. Ấy rồi không biết tên luôn là hiểu rồi đó. Rồi. Không có phải em phải kêu là em Sunny ơi. Em Sunny. Nói đại đi. Dạ. Lúc nãy Pan thấy là em Sunny giơ tay đầu tiên. Nghe nó gượng gượng sao á mọi người. Em muốn hỏi anh là số 5 định mệnh có phải là anh Sunny không? Trời ơi, chị cũng đang tính hỏi câu này. Đang định hỏi luôn. Đúng rồi ha. Sao mọi người cứ đẩy em ấy nhỉ? Em hỏi như thế bạn thì chắc chắn sẽ không trả lời. Bây giờ không biết. Bạn nó sẽ trả lời mé mé. Thì bạn chỉ cần ra một cái ám hiệu gì đó để người ta trả lời. Cảm ơn em đã hỏi. Số 5 định mệnh đó là Ban là một người kiểu như là thuộc tiếp cơ địa khó tăng cân. Từ cái lúc dậy thì tới giờ thì Ban chỉ vòng quanh cái con số 5 định mệnh thôi. Sao mày
là đầu số 5. Và hiện tại thì bạn đang 58kg. Ủa? Cho nên bây giờ bạn đang cố gắng để lên đầu số 6. Y chang ba của em luôn. Ba của em cũng dạng là rất là khó tăng cân đấy. Xong là ba em dừng ở một cái số... Số nào? Hồi xưa là ba em nói ba em xuống tới tầm 54kg. Mà ba em cao hơn em. Mà xong người ba em ốm nên là em hiểu cái tâm lý của anh ba. Vậy là về làm rể được. Đúng rồi. Con rể với lại ba vợ. Giơ tay. Được. Nhưng mà bây giờ ba em lên cân rồi ạ. Ba em tập rất là chăm chỉ và ba em lên thì cân. Thì đó, rồi. Đi về làm rể là chia sẻ kinh ba nghiệm. Ba em á là bữa sáng á là ăn hai cỡ cơm tấm. Bữa trưa á là nói chung là ăn nhiều nhất có thể là như kiểu ăn ba chén cơm liên tục gì đó. Chẳng hạn ba em sẽ rất là kiểu cố gắng tập nhiều và ăn nhiều. Ba em là vừa tập gym nè, tập cầu lông nè, rồi tập nhiều rất là nhiều môn thể thao, tập golf chẳng hạn. Sau đó là ba em sẽ ăn rất là nhiều vào thì nó sẽ vào cơ nhiều. Bây giờ ba em có muối nha. Nhưng mà Sara ơi, cái này em phải để dành để về anh ba anh kiểu chia sẻ sao. Rồi cụm từ thứ hai nè, cụm từ thứ hai. Ờ, có phải là pan, cái từ pan đấy là từ bài mi pan su 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 không ạ? Đúng rồi, tại vì lúc nãy mọi người phát âm kiểu như hơi khó cho nên anh làm cái hot trend gần đây để cho mọi người dễ phát âm hơn. Pan giống như tên Thái Lan. Thật ra từ pan ở đây thì có nghĩa là họ tên đầy đủ của anh đó là Tuấn Đạt Eban. Dạ đúng rồi. Và Ban là người dân tộc ED. Cho nên cái lúc mà mới lên Sài Gòn á, lúc mà ra vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong lên Sài Gòn thì đi làm mấy công việc đầu tiên thì mọi người cứ hay nhầm lẫn cái từ Eban ở phía sau là tên. Cho nên mọi người cứ gọi là Eban hoặc là Ban. Cái lúc đầu thì anh cảm thấy rất là khó chịu nhưng mà cứ kêu mọi người là em không phải là tên Ban mà em là tên Đạt chứ không phải là tên Ban. Tại vì Ban là cái họ của mình mà cứ kêu cái họ họ mình cảm thấy rất là khó chịu. Không sao, kêu giống nước ngoài. Giống nước ngoài. Em hiểu. Em hiểu nữa hả? Sao cái gì em không hiểu hết vậy? Họ tên đầy đủ của em là Hansara. Xong là mọi người bảo em tên gì vậy? Em bảo dạ Hansara, bé Han. Mà không khác gì là mọi người bây giờ chị tên là Nguyễn Thị Thùy Linh đúng không? Nguyễn Thùy Linh đúng không? Yeah. Nguyễn ơi. Ý chăng như vậy nên là em cảm thấy rất là khó chịu. Xong là mọi người có những người còn gọi em là Hân. Tưởng là hơn Sarah nhưng mà bỏ dấu ra cho giống tiếng Anh. Cái này là định mệnh rồi mọi người ơi. Trời ơi, càng ngày càng thấy giống á mọi người. Cái mới gì cũng giống nhau vậy. Không được, không được. Từ thứ ba nè, từ thứ ba. Em. À trời, người hỏi chồng. Hỏi chồng à? Anh muốn đi hỏi chồng hả? À, cái từ khóa hỏi chồng này á, thì nó liên quan cái từ ban luôn. Tại vì hỏi theo tục lệ của người ED của ban á, thì là mẫu hệ. Cho nên nhà nữ sẽ sang nhà nam hỏi đem sinh lễ sang nhà nam để hỏi chồng. Wow. Wow. Chị em mình chuẩn bị nha. Chết rồi, sắp che dù rồi hả? Cái gì vậy? Sinh lễ? Cái gì vậy? Sao mà chị em ơi con sinh lễ qua cho anh là. Ở Đắk Lắk có hay mưa không? Thời tiết có hay mưa hay nắng không? Có, hiện tại thì đang mưa đó. Cái gì vậy? Hay mưa hay nắng. Tự nhiên các em của chị bớt yêu thương nhau một chút vậy hả? Ồ quên ha. Dạ qua số thứ 2 đúng rồi. Từ thứ 4 nè. Chờ anh hỏi cụm từ thuận theo ý trời là gì? Thuận theo ý trời á. Cái từ khóa này thì nói về tính cách của ban luôn. Đó là ban là một người sống rất là đơn giản. Kiểu như là suy nghĩ đơn giản và làm mọi thứ nó đơn giản lại. Giống như là trong một mối quan hệ đó thì không nhất thiết là ý là đối với ban thì không nhất thiết là phải xưng kiểu như là vợ chồng hoặc là anh em. Cứ xưng kiểu như là tên hoặc là mày tao. Ồ. Kiểu như vậy, nó kiểu như cảm giác nó sẽ thân hơn. Và theo ban nghĩ thì nếu mà hai người quen nhau á, thì hai đối phương không chỉ là người yêu của mình mà kiểu như là bạn bè của mình nữa. Cho nên mình kiểu như là nếu mà xưng hô kiểu như vậy nó cảm thấy nó sẽ gọi là nó thân hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Và giống như là kiểu như là ở nhà thì ba mẹ của ban á thì không có xưng, không bao giờ là xưng nhau anh em hoặc là không bao giờ xưng nhau vợ chồng gì hết. Cái bình thường á thì sẽ là xưng tên. Còn nếu mà quạo quạo nhau mà giận giận nhau thì xưng mày tao luôn. Kiểu như vậy. Cho nên là
Mà anh cảm thấy đó là kiểu như là mọi người cứ, ba mẹ của mình cứ sân kiểu vậy, nhưng mà cuối cùng thì hai người họ vẫn sống được mấy chục năm rồi. Cho nên ban nghĩ đó cũng là một cái cách sống theo nó rất là hay, và ban sẽ học hỏi theo cái đó. You and me. Sao vậy chị? Không. Gì vậy? You and me là giống như là tôi và bạn á, ở nhà đó. Tự nhiên cái chị hạ giọng xuống. Nhưng mà cái chuyện nào là cái chuyện thuận theo ý trời mà ban đã từng làm từ trước đến giờ? Ý trời á. Thì ban nghĩ thì chỉ có là nói chung có bao giờ kiểu yêu một cô gái, yêu một cái người nào đó mà mình nghĩ là đó là duyên số, mình gặp họ trong cái thời điểm đó có nhiều điểm tương đồng thì mình thích, nhưng mà thật sự là trong lòng của mình không có yêu người ta, hay là mình cứ thuận theo ý trời, mình không có một cái quan điểm nhất định đấy? Có cái chuyện gì ví dụ không? À không, tại vì ban 24 mùa khoai, mùa khoai chưa có hết rồi, cái gì cũng liên quan tới Hansa ra hết. Em ơi, hôm nay chị phải gả em đi rồi. Cái đó là quan niệm của ban thôi, nhưng mà đối với các em thì các em thích bạn trai của mình, người mà mình yêu á, gọi mình bằng gì? Cục cứng, cục da. Một cái tên thân mật nào đó. Đúng rồi ạ, một cái tên thân mật. À, giống như là một cái đoạn hội thoại vậy nè mọi người. Em thấy con trai mà xưng con gái là bé thì em bé đúng rồi, người ta nói luôn. Ồ, cái điều đó nó làm con gái cảm thấy rất là ô, mình là bé hả? Em cảm thấy nó rất là dễ thương. Mai Anh, sao em ngồi lặng thinh vậy? Em thích người em yêu gọi em là gì? Em gọi là gì cũng được. Vậy là tên được phải không? Chị gọi là gì cũng được, mà miễn là có tình cảm với nhau, yêu nhau là được. Mai Anh ơi. Được rồi. Mai Anh. Mai, chị Mai Anh, bây giờ em gọi chị là cún con nha. Xong mà mỗi lần mà hai đứa cãi nhau á, em sẽ gọi là ê con chó, ê con chó. Nè, thôi bây giờ Mai Anh nói cho chị biết đây là em thích bạn trai mình gọi mình là gì? Từ trước đến giờ bạn em trai. Bạn trai của em toàn gọi em là em không à. Rồi. Bạn trai cũ. Ban gọi Mai Anh là em thử coi. Em ơi. Trời, em xấu hổ quá. Rồi, Oxy thích bạn trai gọi mình là gì? Đối với bạn này, bạn ba này chắc là phải gọi em bằng máy bay rồi. What? Máy bay. Gì? Máy bay ơi, chị máy bay. Em thích bạn, nếu mà em có người yêu thì em thích người yêu gọi mình là gì? Máy bay là máy bay mọi người, chứ phải máy bay đâu. Chị bay ơi, chị bay. Chị máy bay. Oxy à, Oxy tập trung vô vấn đề này. Ớt hả? Gọi ớt hả? Gọi ớt à, cái đó kỳ lắm. Gọi là honey đi. Honey. Em gọi kia thử coi. Honey. Được thử từng người vậy hả? Trời ơi, làm mắc cỡ quá. Đúng rồi, chị muốn coi thử cái giọng, cái tiếng gọi của Pan nó liệu sẽ chạm được tới trái tim của ai. Bây giờ Fanny nè, Fanny thích gọi là gì? Không phải đâu, tại vì bình thường em, nếu mà em có người yêu thì em sẽ kiểu giống như thỏa thuận với người yêu là mình sẽ gọi nhau bằng cái tên gì mà người khác sẽ không gọi. Giờ em thử nói gì để Pan thực hành thử coi Pan có chạm được không, tới trái tim anh, của em không? Anh, ví dụ như bây giờ anh tự nhìn tên em xong rồi anh tự biến tấu thành một cái tên gì khác đi. Tự đặt biệt danh cho em thì em mới thích chứ. Em tự đặt thì còn ý nghĩ đâu. Em thấy xung quanh em thì anh thấy xinh và em có thất một cái nơ, anh nghĩ là em hợp với tên nơ. Nơ ơi. Nè. Rồi, Thảo Phạm. Em thì trước giờ em thích kiểu rất là nhiều. Tức là tùy vào hoàn cảnh hay là tùy dịp á, giống như là có một cái dịp nào đó cần lãng mạn thì em lại thích gọi cái gì nó rất xến xến một xíu, ví dụ như là baby hay là cục vàng. Vàng kiểu rồi em thử gọi thử coi. Bé nhậu. Rồi ban thử gọi thử coi. Em cũng hay gọi mấy đứa em ở nhà em bằng cái tên này luôn. Cục vàng ơi. Trời
Rồi còn Han Sara thích gọi gì, khoai lang hả em? Bé khoai lang. Dạ bé ạ, nhưng mà bé theo một cách là rộng trầm mà mạnh mẽ, cảm nhận được sự manly trong đây. Bé ơi. Đấy. Rồi em thử coi. Bé ơi. Hơi cao, tông hơi cao ạ. Thôi chết rồi, không bé được ơi. Rồi, thử ơi, lại lần nữa coi. Bé ơi. Bé ơi. Ôi, vẫn là tông đấy, nhưng mà thôi em chấp nhận. Em thích được gọi là bé. Tém lại nghe chưa, như vậy là chị không có bán em được đâu. Liz nè, Liz thích gọi là gì? Thật ra bình thường em cũng giống Hansara, em thích được gọi là bé. Nhưng mà... Bé ơi. Sao vậy bé? Bé ơi. Nhưng mà ở đây thì em lại muốn một cái khác, là bình thường gọi như kiểu em thích người yêu em cũng như kiểu bạn em ấy, gọi nhau là cậu tớ. Thì gọi là cậu tớ. Kiểu như gọi em là cậu ấy, xong em sẽ là tớ cậu với nhau ấy, kiểu đó. Em thử hỏi bạn, cậu ơi hôm nay cậu khỏe không? Cậu ơi hôm nay cậu khỏe không? Rồi cười sướng kìa trời. Sướng quá hả? Cái gì vậy? Trả lời người ta đi! Trả lời người ta! Tớ khỏe, cảm ơn cậu! Rồi Kiwi nè! Em á? Em thì... em thích người yêu em á, gọi em là người yêu ơi! Đấy! Chị sao thế? Chị... Thật sự là em không có thích sân súa lắm đâu. Ví dụ như gọi người yêu ơi hoặc là công túa là được. Không sên súa lắm đâu. Em gọi Kiwi thử đi. Công túa của anh ơi. Không được, mình phải làm quen với chuyện không này. Không hề sớm luôn. Không hề rồi. Sớm. Cho vừa lòng em nhưng Kiwi. Bây giờ hả anh thích gọi là gì? Nãy bên kia cục vàng rồi đúng không? Bây giờ bên đây gọi baby đi. Babe. Baby. Gọi thử em. Baby. Trời sướng kìa, mặt sướng kìa. Ơi em à. Có chạm được nhịp nào không? Chạm được nhịp nào không? Thật ra thì cũng cũng có một chút nhịp. Rồi, tới Nhật Hà nè, Nhật Hà thích người yêu mình gọi mình là gì? Nãy giờ em có cảm giác là cái bạn này ngoan quá chị, ai nói gì cũng nghe hết trơn. Em thấy giống hơi giống mèo quá. Vậy thôi, mèo, con mèo ngu gốc đáng yêu của anh. Wow. Kêu đi bạn. Là bây giờ luôn. Mèo, con mèo ngu ngốc đáng yêu của anh. Đó, thử coi. Chết rồi, được không? Làm khó quá. Khó quá, được không em? Dạ. Được không? Không, mình đến đây là để mình chinh phục mà, mình phải thể hiện hết khả năng của mình. Đúng rồi, đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Em sẽ cố gắng hết sức. Em cố gắng hết sức rồi, em là lực coi. Người ta hoàng hồn kìa, trời ơi. Hà, thật sự là khó đấy, khó tính quá Mèo, con mèo ngu ngốc đáng yêu của anh ơi. Ôi mèo ơi. Chị ơi, vừa lòng chị không? Ngôn tình hoàn mỹ. Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình. Con chị Kim Nhã, chị thích gọi chị là gì ạ? Đúng rồi, chị thích gọi là chị. Đúng rồi. Chị ơi, chị thích người yêu chị gọi chị là gì? Chị, người yêu em chị. Em thấy chị Nhã hợp là tục tưng của anh ơi. Chị ghê. Thôi nè, bây giờ mình tới cụm từ tiếp theo. Ôi, nha. Ôi, chị chưa nói cái đó xong mà. Mình tới cụm từ tiếp theo nha. Tục tưng.
Cụm từ tiếp theo nè, Liz định hỏi gì? Em thấy một cái từ rất là hoang dại một chút, đó là hoang dã một chút. Bản năng sinh tồn là sao ta? Đấy, em từng bị bỏ vô rừng rồi. Đúng rồi, nghe nó rất là kiểu hoang dã như kiểu là... Hay là sao? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi này thì em muốn hỏi mọi người một câu, đó là nếu như mọi người bị dồn vào một mức đường cùng á, thì bản năng sinh tồn của mọi người là gì ạ? Ăn à? Tìm trả lời vậy? Chết đói, ăn! Thí dụ như lúc đó không có đồ ăn thì sao? Cặm thì đó. À, kiểu bản năng sinh tồn là giống kiểu là đặt ở đâu cũng có thể sống được đúng không? Đúng không ạ? Hay là như nào ạ? Hỏi xong hỏi lại. Ừ, em hỏi hơi rộng á, bây giờ mình gom gom nó lại để mình dễ hiểu hơn xíu thôi. Ý là theo cái ý nghĩa của nó sẽ là vậy, nhưng mà nếu mà theo cái từ khóa của ban á thì bản năng sinh tồn đó của ban đó là leo trèo. Và từ nhỏ thì ban rất là nghịch, là mỗi lần mà làm sai cái điều gì đó thì mẹ sẽ kiểu như lúc mà cảm nhận là thấy là mẹ đang tức lắm rồi, mẹ đang kiếm cái roi, cái là ban sẽ chỉ là trong vòng 10 nốt nhạc thôi, ban đã chạy ra sau vườn cà phê sau nhà liền và leo lên ngọn cây cao ở sau nhà. À, nhà có vườn cà phê nha các em. Ừ. Dạ đúng rồi, cho nên là lúc mấy mà... vườn em. Dạ. Chị nên thẳng thắn quá. Dạ. Lúc đó thì mẹ kiểu như là mẹ mà chạy ra sau vườn á thì mẹ chỉ gọi là cái vườn nhà em rất là rộng, cho nên mẹ sẽ cúi xuống và xem chân thôi, tại vì cây cà phê đó thì cành của nó cách mặt đất là tầm 1 mét, cho nên nếu mà ai đứng ở phía cuối vườn thì chỉ cần ngồi xuống nhìn là sẽ thấy cái chân liền. Và là nếu cho nên là mẹ không biết là lúc đó là em đang trèo lên ngọn cây á, cho nên là mẹ không bao giờ bắt được em mấy cái những cái lúc đó. Nhưng mà sau mấy cái lúc đó thì lúc về nhà thì cũng bị mẹ đánh, nhưng mà lúc đó mẹ đã bớt giận rồi, bớt tức rồi, nhưng mà mẹ đánh không có đau nữa, cho nên lúc đó là sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cho em hỏi một xíu, thật ra em chưa nhìn thấy cây cà phê bao giờ. Cây cà phê có chứa được cái sức nặng của anh không? Có, nếu mà cây cà phê, nếu mà cành của nó hoặc là những cây lâu năm á thì cành của nó rất là bự, nó tầm cỡ như tay, và cái gốc của nó sẽ bằng cái đùi của mình á. Trời ơi, bằng cái đùi mà chứa được cả người anh hả? Thì phải chứa được người anh ý thì anh mới ngồi đây được chứ. Hồi bé mà, hồi bé. Đấy, nói chung là sau cái câu chuyện mà mẹ đánh đòn rồi trèo thì mình rút ra được một cái giá trị trong cái câu chuyện này. Đó là nhà có nhiều vườn cà phê và cái vườn rất là rộng. Đó, lấy cái ý đó nha. Bây giờ cho chị hỏi nha. Chị không hiểu cái từ chảnh là cái gì. Có phải vì em đẹp quá nên em chảnh không? Dạ không ạ. Sao? Trước khi trả lời thì em xin hỏi mọi người một chút nha, là lúc nãy mọi người thấy em trên clip thấy sao? Thấy giống ngạn trong giống ngạn ở trong phim Mắt Biếc. Cái cảm nhận á, trông cũng hiền mà đúng không? Trông giống kiểu ngạn ấy. Không biết là cái cụm từ kia có ý nghĩa gì nhưng mà em cảm thấy anh rất là hiền hậu ạ. Hiền hậu, em dùng từ vậy hả? Hiền diệu á, trông rất là hiền diệu. Hiền diệu. Không phải hiền trong... diệu, sao ra hiền diệu. Hiền diệu. 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 Ờ. À, hiền diệu. Cảm ơn em. Cái từ chảnh này đó kia là được mấy bạn nhận xét khi lần đầu tiên gặp Ban. Là Ban là một người rất ít nói và kiểu như là không bao giờ tiếp xúc với người lạ khi gặp đầu tiên, trừ khi người đó lại tiếp xúc với mình trước. Còn không thì kiểu như Ban sẽ đứng im một chỗ và kiếm một cái hành động gì đó làm cho đỡ buồn thôi. Và nếu mà kiểu như đỡ buồn. Nếu mà không đỡ mà buồn, đỡ buồn chứ nếu mà không đỡ buồn thì mình làm gì? Không. Nếu không đỡ buồn thì em kiểu như là nhảy hoặc là nghe nhạc gì đó cho nó vơi đi cái cơn buồn và đợi tới vậy lúc là mà... em biết nhảy nữa. Anh có thể nhảy cho mọi người xem được không ạ? Hả? Vậy là em biết nhảy nữa hả? Dạ em cũng có đi học nhảy sơ sơ ạ. Đứng lên làm vài đường nào, đứng lên làm vài đường đi nào. Bà ba vườn hồng ngày xưa đã úa hả? Không được. Cái này là Ban nhảy theo cảm nhận, theo cảm feel theo nhạc thôi nha, cho nên có gì xấu mọi người bỏ qua nha. Lúc đi hết mình, lúc về hết quần.
ta? Em xin mời nhanh, sao hồi nãy không có tên em trong cái bảng đó vậy? Chị ơi, thấy chưa, chị Nhã suy nghĩ lại rồi. Không có gì hết, thôi mình tìm tiếp động từ tiếp theo, cái cụm từ tiếp theo ha. Hồi A cười, cười tụi mình chưa hỏi đúng không? Em hỏi, em muốn hỏi là 100% ý nghĩa của nó là cái gì? 100% á thì ý nghĩa của nó đó là Ban là con trai nhưng mà hành động của Ban kiểu như là nhẹ nhàng và làm cái gì cũng cẩn thận á. À. Cho nên mọi người hay nghĩ là Ban là thuộc tiếng thứ ba, nhưng mà không phải. Với lại kiểu như Ban học bên diễn viên nữa, cho nên kiểu như lúc mà chơi với nhau, đùa giỡn con trai với nhau, kiểu như là hay làm lố lố một chút cho nó vui. Nhưng mà cái là mọi người cứ theo cái hướng đó, mọi người cứ khẳng định luôn. Và lúc Ban giải thích thì mọi người cứ kêu là ủa gồng chi vậy? Ủa? Kệ người ta. Có gì đâu mà binh dữ vậy, chưa từ từ cứ về nhà chung mà đã binh nhau như vậy rồi. Em đang muốn thấu hiểu để anh cảm thấy dễ chịu hơn, vì anh cảm thấy rất là lạ với lại những người mới. Vậy là em là người không mới đúng không? À dạ không ạ, ý là em chỉ sao ấy. Rồi thôi em nói tiếp. Dạ cho nên về sau đó thì kiểu như là nếu mọi người cứ nói như vậy thì em chỉ cứ cười xong cái lơ đi thôi, chứ em không giải thích nữa. Dạ, xong sẵn lên chương trình đây thì em cũng khẳng định với mọi người là Ban thích con gái 100%. Ủa nhưng mà em nhìn thấy anh, em đâu có thấy có điều vấn đề gì mà nó liên quan đến nhẹ nhàng gì đâu. Em thấy anh rất là mạnh mẽ luôn. Chắc là bình thường kiểu pha cà phê này nọ nhìn rất là kiểu thì nhẹ đó, nhàng. Thì đó, trong kiểu nhẹ nhàng, nhàng. Không nha, hồi nãy thật sự khi mà em kêu bạn ấy diễn tả lại cái bài mèo mèo á, là tại vì em cũng có nhìn cái hashtag là 100%. Với lại em cũng có để ý là từ đầu cái hành động của bạn cũng tương đối là nhẹ. Thì em muốn thử bạn ấy một chút thôi, tại vì không biết là có lộ mảy may một chút sắc tím nào đây không. Nhưng mà thật ra nãy giờ em quan sát thì em thấy bạn này là chỉ là kiểu con trai, nhưng mà dạng như là cái hành động của bạn tương đối nhẹ nhàng vậy thôi. Kiểu phải mặc định là con trai thì phải mạnh mẽ, là em thấy đấy. Lại bên hai chưa bên. Em là con gái nhưng mà em rất là mạnh mẽ đây ạ. Vậy là bù trừ với nhau là hợp. Rồi, còn cụm từ nào nữa mà mọi người muốn hỏi không? À, còn từ ra đi nè. Và ra từ cười đi. Khi em ra đi quá. Còn từ ra đi này thì Ban là một người gọi là kiềm chế cảm xúc rất là giỏi. Cho nên lúc mà xảy ra xung đột với người thân hoặc là bạn bè á, thì Ban sẽ là người im lặng và ra đi một chỗ, ra đi chỗ khác. Để nói chung là đi ra một cái nơi mà không có người xung quanh á. Mặc dù lúc đó thì trong đầu Ban kiểu như là đã soạn sẵn hết cái câu để nói lại với người ta rồi, nhưng mà Ban kiểu như kìm lại và đi ra một cái nơi nào mà không có người á, rồi Ban tự Ban nói bóng nói gió vậy đó, để cho nó vơi hết cơn buồn đi. Vậy là anh hay tâm sự với cây cà phê nhà lắm đúng không? Đúng rồi, hồi nhỏ tại leo cây cà phê nhiều quá, kiểu như sợ quá cũng chạy lên cây cà phê đu trên đó, xong rồi buồn quá cũng ra tâm sự. Ví dụ mà khi mà mình hết nóng nảy rồi thì mình có đi giải quyết vấn đề đó không, hay là mình để nó trôi qua luôn? Có chứ, tại vì cái đợi một lúc kiểu như là mình bớt tức rồi và người kia cũng kiểu như cũng giảm một chút rồi, thì mình sẽ quay lại và hai người sẽ mặt đối mặt ngồi nói chuyện lại với nhau, kiểu như từ từ tốn lại nói chuyện với nhau hơn, lúc đó sẽ đỡ xảy ra xung đột nhiều hơn. Không, cái này hay nè, chứ đừng hai đứa im lặng rồi im re luôn, là lặng thinh luôn á. Thật ra thì thật sự là Ban nó có cái hành động và cách nói chuyện khá là nhẹ nhàng. À không, hành động thì nhẹ nhàng, lời nói thì rất là vui tươi nè, nhưng mà tính cách khi mà hành xử thì cũng rất là đàn ông nữa. Thì nãy giờ những cái cụm từ này thì chị nghĩ là tất cả các bạn ở đây cũng đã hình dung một phần nào đó về Ban rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lại đến với tiết mục chạm vào nhau để hiểu nhau hơn. Đó là phần trò chơi, xin mời. Vũ trụ
hoàn mỹ.